Để cho chúng ta một hỗn hợp này. Chúng ta có 0,75 mol ít. 0,75 mol ít ha. Ở đây thì gồm các cái chất là etan là C2H6 này. Isobutylen là C4H8. Propin là C3H4 và hydro. Rồi, điều kiện đầu tiên thì bài nói là đốt cái hỗn hợp này. Đó, thì chúng ta sẽ thu được CO2 để bài cho là 1,2 mol này. Nước là 1,5. Rồi. Thế như vậy ở cái thí nghiệm 1 này thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức là số mol CO2 trừ đi số mol nước ha. Nếu lấy số mol CO2 ta trừ đi số mol nước. Nó sẽ bằng là K, nhưng ở đây là K hỗn hợp là K trung bình trừ 1. Nên cho số mol hỗn hợp là số mol ít ha. Thì ta sẽ có tương đương ở đây là nếu chúng ta lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước này, ta nhân bên này ra. Chính là K trung bình nhân cho số mol ít và trừ đi số mol ít. Thì ta hiểu K là số liên kết pi nhân cho số mol, thì đây chính là số mol của liên kết pi có trong hỗn hợp ít ha. Thì vậy thì đây ta sẽ có tương đương này. Nó sẽ có là 1,2 trừ đi 1,5 để cho bằng số mol kết pi có trong ít trừ đi số mol ít là 0,75. Rồi, thì từ đó chúng ta sẽ tính được cái số mol liên kết pi có trong hỗn hợp ít ban đầu. Đó, bạn trừ qua ha, thì ta sẽ có là 0,45. 0,45 mol. Như vậy thì từ cái công thức này ta đã tính được số mol pi có trong hỗn hợp ít là 0,45 mol từ dữ kiện đó ha. Rồi. Bây giờ ý thứ hai, thí nghiệm thứ hai thì đề bài nói như sau. Chúng ta cũng có 0,75 mol hỗn hợp ít như trên. Đấy, cũng là C2H6 này, C4H8 này, C3H4 và hydro. Bây giờ chúng ta nung nóng trong niken. Nung nóng thì nó sẽ xảy ra các phản ứng như sau là cái isobutylen này có thể tác dụng với hydro, rồi cái propin này cũng có thể tác dụng với hydro. Đó, có thể tác dụng là có hai phản ứng xảy ra. Thì sau khi phản ứng xong á, chúng ta sẽ thu được hỗn hợp y. Hỗn hợp y. Thì hỗn hợp y này chúng ta sẽ không xác định được nó là chất nào, nó có thể là gồm còn hydrocarbon. Ha. Có hydrocarbon và có kể cả hydro, nó phản ứng xong nó còn dư cũng có thể nữa ha. Đấy. Thì ở cái thí nghiệm 2 này thì ta điều tiên ta phải nói là thứ nhất đó là chúng ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ha, bảo toàn khối lượng. Thì khối lượng của ít thì chắc chắn sẽ luôn luôn bằng khối lượng của y rồi, thì đó là đương nhiên ha, đương nhiên. Rồi, đề bài cho chúng ta một cái dữ kiện đó là tỷ khối hơi của nào. Đề bài chúng ta cho cái tỷ khối hơi của y so với ít là 1,25. Tỷ khối hơi của y so với ít. D của y này chia cho ít có nghĩa là bằng m lớn trung bình của y chia m lớn trung bình của ít, đó là định nghĩa về tỷ khối. Mà m trung bình thì bằng m của y này chia cho số mol y, còn m trung bình của ít là bằng khối lượng của ít chia cho số mol ít. Thì chúng ta sẽ nhân đảo ngược lên, ở đây chúng ta sẽ có là số mol ít chia cho số mol y. Và đề cho chúng ta là cái tỷ khối này nó bằng 1,25, thì ta thay vào đây là 1,25. Số mol ít thì chúng ta đã có được ở trên là 0,45, ở đây là 0,45 rồi. Vậy chúng ta sẽ suy được số mol y ngay bằng là 0,45 bạn chia cho 1,25. Đó, thì cái số mol y của chúng ta nó sẽ bằng số mol của y, số mol của ít là 0,75 chứ, số mol ít là 0,75. Vậy ta lấy 0,75 chia cho 1,25 thì bấm sẽ bằng 0,6 mol, số mol y là 0,6 mol. Rồi. Như vậy ta có ban đầu là số mol ít là 0,75 tạo thành số mol y là 0,6 mol này. Số mol y là 0,6 mol ha. Rồi. Thì từ 0,75
mà qua bên đây này là 0,6. Thì tại sao nó giảm? Thì ta thấy là cái số mol của hydrocarbon này nè, nó sẽ không đổi ha. Cái số mol của hydrocarbon nó sẽ bằng tổng số hydrocarbon, mol của hydrocarbon đây, nó sẽ bằng. Vậy thì lượng hydro giảm chính là bằng lượng số mol hỗn hợp từ 0,75 còn 0,6 giảm, thì chính là cái lượng hydro nó đã phản ứng mất đi. À, thì chúng ta sẽ nói tiếp theo. Số mol giảm đấy là chính bằng số mol hydro đã phản ứng ha. Và nó sẽ bằng là 0,75 trừ đi 0,6 này. Hydro phản ứng hết 0,15 mol. Rồi. Hydro phản ứng 0,15 mol thì hydro phản ứng với cái gì? Thì ta sẽ hiểu là nối đôi, một nối đôi cộng 1H2, một nối ba cộng 2H2, nhưng mà quy đổi ra thì chúng ta sẽ luôn có là một liên kết pi ha, sẽ cộng với một hydro. Thì số mol hydro đã phản ứng là 0,15, ta theo đây 0,15 này. Thì chúng ta sẽ suy được số mol pi đã phản ứng cũng là 0,15. Rồi, số mol pi đã phản ứng 0,15. Vậy thì ở đây ta sẽ suy ra này, số mol liên kết pi còn lại trong hỗn hợp y nó sẽ bằng số mol liên kết pi còn lại trong hỗn hợp y thì bằng số mol liên kết pi có trong hỗn hợp x ban đầu trừ đi lượng số mol pi đã phản ứng. À, thì chúng ta thay ở trên là số mol pi trong trong x này là 0,45, ta trừ đi số mol pi phản ứng này là 0,15 ha. Thấy rồi, 0,45 trừ cho 0,15 thì sẽ bằng 0,3 mol. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận à, trong 0,6 mol x thì có còn 0,3 mol liên kết pi, đúng chưa? Số mol pi trong y này ta nói trong 0,6 mol y thì còn là 0,3 mol liên kết pi. Đề hỏi chúng ta là gì? Đề hỏi chúng ta lấy 0,2 mol y tác dụng với brom dư thì brom phản ứng bao nhiêu? Vậy thì 0,2 mol y có bao nhiêu số mol liên kết pi? Thì ta sẽ nói vậy. Suy ra trong 0,2 mol y thì còn chúng ta tam suất ra nhân chéo thì ta sẽ có 0,1 mol liên kết pi. Rồi, vậy đó các bạn sẽ suy ra một liên kết pi thì cộng được với một brom, do đó chúng ta sẽ theo đây là 0,1 mol này. Thì suy ra lượng brom vẫn là 0,1 mol. Đó, vậy suy ra đáp án chúng ta chọn chính là đáp án C, 0,1 mol ha. Rồi, đó là câu 42. Rồi, câu 39 ha. Thì việc đầu tiên ta phải định là các hydrocarbon để bài cho methan, ethylene, propyl và vinyl acetylene đều có 4 cặp 4 hydro hết. Nên ta sẽ đặt công thức là CN trung bình và H4 này. Rồi, họ có hydro và hydro. Ở đây là amon. Rồi, đây là hỗn hợp X. Đun nóng với niken tới độ. Và đề bài nó là thu được 0,2 mol hỗn hợp Y, mà hỗn hợp Y này thì gồm các hydrocarbon thôi, đề bài nói như vậy, chỉ gồm các hydrocarbon. Đấy, sẽ gồm các hydrocarbon. Vậy thì cái số mol của hydrocarbon như ta nói nó sẽ không đổi ha. Vậy 0,2 mol Y này gồm các hydrocarbon thì cái số mol của tổng các hydrocarbon ban đầu chỗ này nè thì nó cũng sẽ là 0,2 mol thôi. Rồi, đề bài nói chúng ta hỗn hợp Y này thì tác dụng vừa đủ với lượng brom là 0,1 mol. Và hỗn hợp Y này có cái M lớn trung bình, tỷ khối hơi so với hydro là 14,5 nhân 2 lên là 29 ha. Rồi, thì cái việc đầu tiên của chúng ta sẽ là như sau này. Thứ nhất là một về mặt bảo toàn khối lượng ha. Tất nhiên là bảo toàn khối lượng thì khối lượng của x phải bằng khối lượng của y. Và sẽ bằng là 0,2 nhân cho 29 ha. Bằng 5,8. Có nghĩa là tương đương ở đây ta sẽ có là đây hỗn hợp của cái hydrocarbon này là 12
12 nhân n trung bình ha, cộng cho 4 và nhân cho 0,2, rồi cộng cho hero ở dưới đây là 2a nè, thì đây chính là khối lượng của hỗn hợp ít. Đã, khối lượng hỗn hợp ít là như đây, bằng 5,8. Như vậy ta sẽ có phương trình số 1 ha. Rồi tiếp theo, ý số 2 thì ta có thế này, cái số liên kết pi có trong hydrocarbon này là bao nhiêu. Đấy, cái số một liên kết pi này có trong cái hydrocarbon này là bao nhiêu ha, số liên kết pi để tìm được số mol pi. Rồi thì trong cái hydrocarbon đó thì ta sẽ có số liên kết pi k trung bình này, bằng 2 lần carbon đúng chưa, cộng 2 trừ đi số h và chia 2, thì số carbon, số liên kết pi trung bình của ta sẽ là n trung bình trừ đi 1. Vậy suy ra cái số mol pi mà có trong hỗn hợp ít ấy, thì nó bằng số liên kết pi là n trung bình trừ 1 tất cả nhân cho 0,2. Rồi chúng ta sẽ bảo toàn pi ha, thì số mol pi trong ít thì nó bằng cái lượng pi đã phản ứng, và lượng pi phản ứng thì bằng lượng hydro cộng thêm lượng pi còn dư trong y, mà một pi này thì cộng với một brom nha, 0,1 mol, thì số mol pi còn lại trong y là 0,1. Vậy thì có nghĩa là số mol pi ban đầu trong ít thì bằng số mol hydro đã phản ứng cộng với cái lượng số mol pi có trong còn trong y. Rồi thì sẽ có suy ra sẽ có tương đương số mol pi ban đầu là n trung bình trừ 1 nhân cho 0,2 bằng số mol hydro đã phản ứng, và hydro phản ứng là hết luôn, tại vì amon này sau khi phản ứng xong thì trong y không còn hydro, cũng như là amon này chính là lượng phản ứng luôn đấy, nên sẽ cộng với số mol pi còn lại trong y là 0,1. Như vậy đây là phương trình 2 chúng ta có. Vậy chúng ta sẽ có hai phương trình liên hệ n trung bình và a, để ta bấm được giá trị của a và giá trị n trung bình. À, đây là 1 và đây là phương trình 2. Rồi, vậy là từ 1 và 2 ha, từ 1 và 2. Đó, thì ta sẽ giải được giá trị, ta sẽ có hệ phương trình giải được giá trị n trung bình bằng và giá trị của a. Thì đây bấm là n trung bình bằng 2 ha. Còn giá trị a của chúng ta sẽ là 0,1. Rồi. Vậy đáp án câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Ok. Rồi, đó là câu 39 ha.